Chiều chiều ra đứng trông về quê nhớ cô tang tình gánh nước tưới cây ngô đồng cô tưới cây ngô đồng. Chết rồi, chết hả? Mày chạy xong xỏn vậy á, mày khỏe như trâu vậy mày la mày chết là chết sao? Cô uống nước á. Chuyện gì? Ông Năm Ngầu, ông đánh bà Năm Ngầu. Trời ơi, đánh nữa rồi. Ngày thứ mấy bà? Bữa nay thứ tư. Mỗi bữa nó quýnh vợ nó 357 không à. Tự nhiên nay chuyện hướng quýnh 246 sao vậy? Hả? Trời ơi, ông đánh bà hai mắt lòi đây nè. Ghê quá vậy? Còn cái mũi á, quậy một bên. Trời ơi, tàn nhẫn quá. Còn miệng nữa, xương chù vù hai cục vậy nè. Không có nói được gì hết á. Trời ơi, quá dã man. Rồi trời đất ơi, hơi đâu bà tin nhỏ này. Nhỏ này nó nói cái gì nó cũng lố lên, nó thách định trơn trội á. À, con gà má dầu có một ký thôi mà nó đòi bán cả 300 ngàn, hỏi bà chứ không ai mua hết trơn, không ai dám trả giá nữa. Chuyện gì nó đang qua đó nghe các bạn. Hả? Nó quýnh vợ nó cái cỡ đó á, là coi như là chính quyền không có tha nó đâu. Mà con nói thiệt á, không phải tại mấy ông đàn ông không đâu, cũng tại mấy đàn bà một phần nữa. Trời cái con này. Bữa nay mày ăn cái gì vậy? Mày ăn trúng cái gì mà mày còn đi bên cái cánh đàn ông nữa hả? Nó đánh vợ là lỗi của nó. Chứ tại sao mà không lẽ à? Cái con Năm Ngầu nó xúi chồng nó đánh nó. Đúng, thêm hai là chính xác. Trời đất ơi, tôi nói mỉa vậy mà nó tin. Mày khờ quá vậy. Trời ơi, không phải đâu. Con không phải không biết ý thím. Con biết hết đó chứ. Nhưng mà sự thật nó như vậy á thím ơi. Vợ chồng ta đánh nhau mà nó cười. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, con Tám nó nói cũng có phần đúng đó bà. Ý trời đất ơi. Ha. Tại vì nó binh cánh đàn ông cho nên là ông nói nó nói đúng phải không? Trời ơi, thím hai nói con nghe tức anh ách vậy đó à. Tao nói không đúng sao mà mày tức? Trời con hỏi thím là như bà Năm Ngầu đi. Giờ ông sai xỉn ông về hả? Bà không nói dai nói dài, bà không chửi xối xả vô mặt ổng làm sao ông đánh bà? Con đây con người ngoài con nghe con còn tức. Nói chi mấy ông xỉn. Tôi đọc báo á. À, trong báo có đăng là tháng 7 vừa rồi quốc hội mình có phê duyệt đó, cái luật là phòng chống bạo hành trong gia đình rồi, thấy không? Rồi đây mấy người nào mà ưa có cái tật bủn vợ, thấy không? Đó đánh vợ đi thì vướng vô luật đó. Cái xã này nếu nhiều đàn ông mà bủn vợ quá đó, thấy không? À, thì chú sẽ đề nghị là chọn cái xã này làm thí điểm để mà sử dụng cái luật đó. Phen này có luật rồi hả? Con lấy chồng đừng hòng đụng tới con một cái đem luật ra mừng việc liền. Được không? Bà nhắm được không? Được chú, có luật rồi má. Không, chú nói luật. Chú nói mày đi nhắm bà lấy chồng được không á? Trời ơi, với tật tám như mày vậy lấy chồng tao không? Có à nghe. Thôi, bây giờ qua bển đi mình coi coi sao. Có gì căng ăn Năm Ngầu lại. Cái gì tôi mệt lắm. Tôi tính ngày nay là ngày tôi nghỉ ngơi. Qua ngày thứ năm tôi mới qua tôi can. Rồi thiên tai tự nhiên nó quýnh tật ngày vậy nè. Ráng chịu đau một chút nha. Đau hả? Thôi ráng chịu chút xíu đi. Rồi, chỗ nào nữa đây? Trên nữa. Trên đây hả? Trời ơi, cay mắt làm sao? Còn chỗ nào nữa không? Trời ơi, sao mà tùm lum hết trơn vậy nè? Quá trời quá đất vậy? Trời ơi, thím biết không? Cái vết này bữa thứ 5 nè. Rồi còn cái này hả? Bữa thứ 7 nè, tuần trước á. Rồi hả? Còn bên này thứ 3, mới hôm qua thứ 3. Bây giờ nè, tiếp tục luôn. Chiều hôm nay luôn. Quá vậy trời. Sao mà để quá chừng quá đất vậy hả? Sao chịu đựng được hả? Tại ổng không phải tại em đâu. Chị nghĩ coi á, con thì đông mà ổng đi nhậu hoài, lấy gì mà ăn. Thiệt. Hai vợ chồng cắn đắng nhau hoài ha. Khuyên giải hoài mà không có chịu nghe. Tao nói cho bay hay nè. Trong cái chuyện này nghe, bay cũng có lỗi của bay nữa đó. Mà con nói thiệt chứ gì nghe. Vì chửi ổng con nghe còn không lọt lỗ tai. Nói chi ổng đang say xỉn nữa. Bay nghe lời tao đi vợ Năm. Nhớ á, là cái lúc mà nó đang say xỉn, nó đang nổi sung lên vậy đó, bay đừng có la lối ôm sầm nữa. Nói không? Nó mất mặt với bạn bè thì nó nổi nóng lên. Nói không?
mình là phụ nữ, không phải lựa cái lời mình khuyên, mình nói năng cho nó nhẹ nhàng lại, phải không? Phụ nữ mà. Đó. Rồi khi mà đợi bình tĩnh, đợi cho nó ngủ đã đi ha, nó được ngủ đã vậy cái nó tỉnh, nó bình tĩnh lại rồi thì mình lựa lời mình khuyên giải nó, có phải được không? Em á, nghe lời chị, em sẽ không cự cãi với ổng nữa. Nhưng mà mỗi lần thấy cái bắn mặt ổng đi nhậu về là em nổi sung lên à. Bà nghĩ bà sung bằng ổng sung không? Rồi giờ sao? Giờ không nhịn được phải không? Tôi nói cho cô hay nghe, lần sau á, nếu mà không nhịn được mà cự cãi la lối sòng rồi bị đánh bầm mình bầm mẩy như vậy nè, là không có kêu người nào qua đây á, là kêu cứu vợ chồng tôi nữa nghe. Thôi chị hai, đừng giận. Em hứa sẽ ráng làm theo lời khuyên của chị. Ừ, ráng nhớ giùm tôi cái đó đi. Bây giờ vô rửa mặt, còn chuyện gì để vợ chồng tôi tính sao? Hai vợ chồng quá trời đất vậy đó. Ầu ơi, dí dầu. Con ngủ đi con. Mày nín, tao quánh mày chết vậy. Mẹ con mày giống nhau cái miệng bài hái suốt ngày. Con tí, con tèo, con tèo rồi. Rồi, ru em ngủ rồi. Bày bỏ tao với thằng nhỏ nhà, bày trốn hết rồi đâu. Ủa, Minh hả Minh? Mình cái đầu mày chứ mình, tao nè. Anh hai, anh hai. Tao phải trang bị vậy nè. Anh hai vô nhà chơi anh hai. Sướng quá ha, đằng đầu ha. À, mày ráng giữ cổ đẹp với mày đi. Vợ mày nó giận nó bỏ đi rồi đó. Vô chơi anh hai, ngồi ghế. Cái gì? Anh hai nói vợ em bỏ đi luôn hả? Ừ. Sao? Trời ơi, nó bỏ đi luôn tôi chết á. Mình tôi nuôi sao nổi mày con này. À, mày biết sợ phải không? Mày sợ con vợ mày bỏ đi rồi không ai giữ con á, để cho mày đánh tay đánh chân mày đi nhậu chứ vậy. Anh không ở trong hoàn cảnh anh của em, anh không biết chứ. Tại buồn quá. Buồn sao mắc như mày buồn? Hỏi anh nè, buôn bán thì lỗ lạ, ừ. Làm ăn thì thất bại. Buồn, nhậu. Nhậu. Về gặp vợ cằn nhằn cẳng nhẵn nữa. Rồi cái mày quánh nó, đè ra mà quánh bút cổ nó. Bậy quá. Ông bà mình nói rồi, mình có lỡ làm ăn thất bại cái này á, thấy không? Thì mình sang mình mừng cái khác. Đó, có ai thất bại hoài đâu. Cũng có ngày mình thành công chứ. Chứ giờ mày nhậu nhẹt say xưa rồi á, rồi mày mệt thân mày, rồi cái mày đánh vợ mày nữa, mà làng xóm chê cười có ích lợi gì đâu. Em biết vậy, nhưng ngặt nó nổi. Tôi ngặt cái gì, lý sự lý gì mày, giờ mày nói thẳng, nó phức cho tao ơi, mày ngặt cái gì, hả, nói đi. Nói anh hai nghe, tại vợ em á, cái miệng nó dây nhách à, ừ. Cộng với cái giọng vàng quanh thổ thẻ nó nữa. Nó mà cất tiếng lên cái đầu em muốn bể bưng ra luôn này nè này. Cũng tại mày nhậu, nó bực, nó khuyên mày không được, nó mới nói dai, nó. Chứ giờ mày bỏ nhậu đi, thấy không? Tao cam đoan mày là con vợ mà nó bỏ tận nó dài. Bỏ nhậu hả anh hai? Ờ, bỏ được không? Chuyện nhỏ, như thỏ ăn củ cải đỏ. Trời ơi, sao mày nói thân nghe không mạnh miệng gì hết trơn mày? Hả? Mày mà bỏ nhậu được á, thì mày sẽ bỏ được cái tận đánh vợ mày luôn. Mày thử nghĩ coi, vợ chồng là đầu ấp tay gối với nhau, thương yêu nhau không hết. Rồi mà đánh đập hoài làm sao nó chịu nổi. Nó không chịu nổi, nó phải bỏ đi, phải là gia đình mày mất hạnh phúc không? Nhưng mà nghe nè, đó, cái chuyện đánh vợ giờ không tốt đâu. Cái luật chống bạo lực trong gia đình đó, bây giờ nó không thuộc về địa phương hay là nước mình đó, mà nó thuộc về toàn cầu quá rồi. Ở trên thế giới đó, người ta chọn cái ngày 25 tháng 11 đó, là ngày phòng chống bạo lực trong gia đình. Đó, Quốc hội mình cũng đã thông qua cái luật này rồi. 1 tháng 7 vừa qua đó là cái luật này đã có bắt đầu có hiệu lực rồi. Đó, bây giờ mà mày quýnh vợ hay không? Những người nào mà ưa quýnh vợ đó hay không? Là coi như đã phạm luật. Trời ơi, có khi ở tù nha con. Có chuyện đó nữa anh hai? Không có mày. Trời ơi, mấy lâu nay em đâu biết. Em tưởng vợ con mình quýnh. Mình không quýnh vợ con người ta thôi chứ. Trời, mày tưởng kỳ cục vậy. Trời đất ơi, bộ mày tưởng mày làm chồng làm cha rồi mày là ông nội sao mày muốn lôi vợ con mày ra quýnh ngày nào mà quýnh hả? Hả? Muốn quýnh giờ nào mà quýnh hả? Dạ, em hối hận rồi anh hai. Chắc không? Dạ, chắc mà. Giờ anh hai biết vợ em ở đâu anh hai? Nó bên nhà anh Tám Liên xã, qua bên rước nó về. Trời ơi, nhà ai không ở? Qua nhà bà Tám nữa. Sao em dám qua xin lỗi rước về? Nói chứ tao hù mày thôi. Nà,
À, chứ vợ mày nó về mà đừng đánh đập nữa thì nó mới dám về, chứ mày về đánh hoài là sao nó dám, thấy không? Em hứa nè, em không đánh đập vợ con nữa nè. Chắc không? Dạ chắc. Nếu mày hứa chắc như vậy đó, quân tử nhất ngôn nè mày. À, giờ tao hô biến là con vợ mày về mày chịu không? Thiệt bên ai? Chú sống thiệt mày, thiệt chứ bộ. Nó, tao nghiên cứu phim cổ tích dữ lắm á nghe. Này nghe nè, hô biến, vợ năm ngầu đâu vô đi. Mình hả mình? Mới về hả mình? Đánh đập người ta đã thì mình đâu vậy? Bà ê năm ngầu, có luật rồi đó. Quý khán giả nhớ like, subscribe và bật chuông thông báo kênh YouTube Cửu Long Phim để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo từ kênh nha.